Hoàng Sơn xin chào cô chú anh chị. Hôm nay chúng ta sẽ xem một mảnh đất hai mặt tiền rất là đẹp ở Củ Chi cô chú anh chị ha. Đất đã được san lấp hoàn thiện. Trên đất thì có hai căn nhà cấp 4, có tường rào kiên cố và ranh đất rất là rõ ràng. Một mặt là đường Nguyễn Thị Rành, mà còn lại là đường Suối Hố Bò cô chú anh chị ha. Tổng diện tích là 1.306 m², trong đó đất ở là 243,3 m². Và đất trồng cây lâu năm là 1.063,6 m². Chiều ngang là 12,7 m và chiều dài là 108 m. Tọa lạc tại xã Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Vị trí đất thì nằm ở khu dân cư hiện hữu, an ninh và đông đúc, gần trường học, bệnh viện và ủy ban chỉ cách 10 phút lái xe cô chú anh chị ha. Cách ủy ban xã Phú Mỹ Hưng chỉ 2,4 km. Cách trường tiểu học Phú Mỹ Hưng, trường trung học cơ sở Phú Mỹ Hưng là 2,6 km. Cách khu địa đạo bến dược Củ Chi là 4,6 km và bệnh viện Củ Chi là 7 km. Vị trí đất thì thuận tiện khi chúng ta đi Tây Ninh nè, Bình Dương, Long An chỉ khoảng hơn 30 phút lái xe. Do đây là đất của ngân hàng nên là giấy tờ rất là sạch sẽ và đầy đủ cô chú anh chị ha. Nhìn từ trên cao cô chú anh chị thấy ở đây là rất là nhiều cây xanh. Đó, có hai cái nhà cấp 4. Nếu mà mình sử dụng thì mình có thể sửa chữa lại một chút về nội thất. Còn không thì mình có thể xây cất trên nền đất là đất thổ 243,3 m² của chú anh chị ha. Nhìn về đường Nguyễn Thị Rành, đường nhựa rất là thông thoáng. Và phía sau thì chúng ta sẽ có một cái đường đất là đường Suối Hố Bò. Và hai bên thì hàng xóm trồng cây xanh rất là mát mẻ. Và đây là khu vực dân cư ha. Ủy ban, trường học, bệnh viện có đầy đủ, thì phù hợp cho chúng ta có thể ở nè, hoặc là kinh doanh cô chú anh chị ha. Rồi chúng ta thấy toàn cảnh của miếng đất, xung quanh rất là nhiều cây xanh mát mẻ ha. Hoàng Sơn cùng ở nhà mình xem từ vị trí đất mà chúng ta đến ủy ban xã Phú Mỹ Hưng nha. Chúng ta đi từ đường Nguyễn Thị Rành nè, ra gặp tỉnh lộ 15 mà chúng ta rẽ trái là đến ngay ủy ban, cách chỉ là 2,4 km. Đường giao thông khá là thuận tiện luôn, thông thoáng cô chú anh chị ha. Đường tỉnh lộ 15 là đường thông thoáng từ Sài Gòn ra Củ Chi và liên thông vào các tỉnh như là Bình Dương, Tây Ninh. Và đây là sổ đất cô chú anh chị ha. Cô chú anh chị mình có thể liên hệ với nhân viên ngân hàng để biết thêm thông tin. Đây là giấy tờ rất là sạch nên cô chú anh chị mình có thể yên tâm hen. Đó, thì phía trước đất thì có ghi bảng là của anh Vũ và anh Duy, nhân viên ngân hàng. Thì cô chú anh chị mình có thể gọi trực tiếp cho hai anh. Thì Hoàng Sơn có để lại số điện thoại trên video. Đó, cả nhà thấy không? Nhà này ngày xưa ở nên là đường thì xi măng, sân xi măng hết luôn nha, xe hơi vô nhà luôn nha. Đó, rất là rộng rãi. Nhà cất thục vào bên trong rất là sâu. Thì nếu mà như bà con mình có mua để xài thì cũng có thể sử dụng lại, còn không thì mình có thể xây cất mới lại ha. Đó. Bên trái mình đó là một cái vườn cây cao su của nhà hàng xóm. Thì hàng rào đã được làm bê tông và kéo lưới hết rất là lâu rồi nên là cả nhà mình cũng yên tâm về ranh giới ha. Đây là hai cái nhà song song luôn nha. 1307 và 1307A, có số nhà luôn. Đó. Đường Nguyễn Thị Rành, ấp Phú Lợi, xã Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chi. Cả nhà thấy có hàng rào hết ra tới phía sau luôn. Ở phía sau là một cái con suối thoát nước. Nên cô chú anh chị mình thấy sau khi mà mình sử dụng á, mình sẽ được thông thoáng ở phía sau nữa. Hết miếng đất mình là con suối đó, phía sau cái hàng rào. Ở đây thoáng mát ha anh chị ha. Hai bên là hàng cây xanh. Mát mẻ không? Thêm một vài hình ảnh từ trên cao của chú anh chị ha. Từ đường Nguyễn Thị Rành, một cái sân xi măng rất là lớn, hai căn nhà cấp 4 và phía sau là khu vực sân vườn ha. Và tiếp theo là suối Hố Bò. Cả nhà thấy rất là mát mẻ để ở ha. Và chúng ta thấy đường xá rất là thuận tiện để chúng ta cũng có thể kinh doanh. Và đây là khu vực Củ Chi nên rất là an ninh cô chú anh chị ha. Giấy tờ thì của ngân hàng nên là rất là sạch sẽ và an toàn. Vài thông tin đến cô chú anh chị. Cảm ơn đã theo dõi. Tạm biệt và hẹn gặp lại.